Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Phong tiếp tục chia sẻ với quý vị cách nhân giống cây trạng nguyên. Hôm nay Phong đi ngoài đường thì gặp một bác cái tỉa cây trạng nguyên, chặt bớt đi cho nó đỡ rậm rạp thì Phong xin về để nhân giống quý vị ạ. Đây, một số cành có một cái cành to và một số cành nhỏ. Cây trạng nguyên thì dâm cũng rất là dễ sống thôi quý vị ạ. Hôm trước Phong có dâm một số cành, hôm ấy bán Tết xong là nó có một số cành gãy. Thế là tiếc quá thì dâm hôm nay không quay chia sẻ với vị. Dâm mà nay nó cũng đã nảy mầm rồi. Đây quý vị. Đây. Dâm cũng được vào đến 20 ngày quý ạ. Đây nảy mầm quý vị. Nảy mầm này. Đấy. Cái mẫm này thì cũng nảy rồi, cỏ không nọ làm cỏ được không? Đây cái trạng nguyên đấy. Cái trạng nguyên thì nó cái mẫm này nó bị gãy rồi. Nó vừa cọ ở đâu mà nó gãy rồi. Chắc là nó ở dưới rồi. Đây cây trạng nguyên nha quý vị, nhổ cái cỏ cho nó rõ. Mấy dâm mà đã cũng lẩy đấy. Không, tiếp tục về chỗ đầu tiên để chia sẻ cách thức dâm. Dâm thì nó có nhiều cách dâm quý vị ạ. Dâm đất cũng được, mà dâm trong chậu cũng được. Dâm trong bồn nhựa này cũng được. Nhưng trước khi dâm thì chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà mới cắt cái cành trạng nguyên này ra ấy, thì cái nhựa nó rất là nhiều. Thấy nhựa. Nhựa rất là nhiều. Đây nhựa đây. Ông vừa cắt xong nhựa rất là nhiều nhé. Thì khi cắt xong quý vị cho cái mặt để mà dâm ấy nó cắm vào cái nước vôi này. Đấy, nước vôi phòng đã hòa tan. Và hòa tan để cắm vào đây. Cắm vào đây nó có tác dụng là chị nấm bệnh. Khi mà mới cắt này thì mà chúng ta cắm ngay đất ấy, thì cái nước nó nhựa nó ra rất là nhiều và đất nó vào nó sẽ tổn thương, nó vi trùng. Nên chúng ta ngâm vào vôi, ngâm chấm vào một chút rút ra, bỏ ra luôn được. Đấy thì chúng ta để khô chúng ta mới dâm, cho nó khô, cho nó cái vôi nó bám hết vào cái bề mặt của cái vết cắt này, xong là chúng ta mới mang đi dâm nha. Dâm ra đất cũng được mà dâm ra bầu cũng được. Trộn các giá thể thì, với nhau như là đất, sơ dừa, chấu hoặc là mùn cưa đất, sơ dừa. Nếu mà chúng ta không có điều kiện mua sơ dừa thì có thể sử dụng mùn cưa để là cho nó tơi xốp, nó thoát nước tốt mà. Đây Phong cũng đang mới dâm một số thứ. Những đây là mướp này, đang dâm để nó ra rễ thì mấy nữa mang cho chồng. Còn đây là mai vàng cũng có, rồi tùng lá hán. Đấy, mấy hôm trước hỏng điện thoại nên là không quay được, không quay nhân giống như tùng lá hán là cách dâm cành. Còn đây là vạn quế đấy ạ. Đây, hoa giấy rất nhiều. Đây là nhất chi mai đều dâm được hết. Với một cái lượng cành thế này dâm ra được rất là nhiều cây. Có thể là Phong sẽ làm để bán cho Tết năm nay, phục vụ Tết năm nay. Bởi vì nhu cầu
nhu cầu của người dân chơi hoa trạng nguyên cũng rất là nhiều, rất là lớn. Năm vừa rồi Phong bán cũng đâu đó khoảng 100 cây đấy. Ngày năm nay dâm thì đỡ đi cất về, đỡ đi mua về, bởi vì trong quá trình vận chuyển thì phải chở ô tô, mà chở trạng nguyên thì cái form lá nó to nên là cũng không chở được nhiều. Thế là mình dâm thì tận dụng quỹ thời gian rảnh rỗi chăm sóc để Tết có cái lượng hàng để bán, đỡ cái chi phí vận chuyển đi lại. Rồi cảm ơn các bạn rất rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Nếu quý vị thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên ấn like, share và chia sẻ để Phong có động lực ra nhiều video mới hay bổ ích để gửi đến quý vị. Một năm mới Phong cũng không quên chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Hẹn quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.